Mến chào các bạn đến với bài tập của ngày tiếp theo nhé, ngày thứ tư. Trong chuỗi bài tập 7 ngày 30 phút chữa bệnh gù lưng nhé. Động tác của buổi ngày thứ tư, động tác đầu tiên, chúng ta đan 10 ngón tay vào nhau, rút dài nâng cao cột sống của mình lên này, đồng thời nâng cao cái ổ khớp vai lên. Rồi, hơi đẩy lồng ngực của mình về trước nhá. Rồi, cứ vậy thôi, nhẹ nhàng này. Hít vào thì đẩy lồng ngực của mình về trước. Rồi, thoải mái thả thẳng người lên. Hít vào, đẩy ngửa lồng ngực của mình về trước. Rồi, cứ thế lặp đi lặp lại nhá. Thở ra, hít vào cứ đùng đỉnh thôi. Rồi, thở ra. Tiếp tục này, hít vào. Thở ra. Rồi, tiếp tục nhá. Hít vào. Thở ra. Bẻ cong người về trước thật nhiều nhá. Hít vào. Càng căng càng tốt. Thở ra. Tiếp tục này. Hít vào, tập trung vào, tập trung vào. Thở ra. Hít sâu nhá. Hít sâu, tập trung vào. Thở ra, đúng rồi. Tiếp tục này. Hít sâu, tập trung vào. Thở ra, đúng rồi. Tiếp tục này. Hít sâu, hít sâu, hít sâu, tập trung vào. Thở ra, đúng rồi. Tiếp tục nào. Hít sâu. Thở ra. Tiếp tục. Hít sâu. Thở ra. Rồi, hít sâu. Thở ra, rồi buông tay của mình xuống. Đan 10 đầu ngón tay vào nhau. Túm cái lòng bàn tay vào nhau, đổ dạp người về trước này, gập sâu. Đẩy thật cao tay của mình lên, đồng thời cúi đầu xuống. Động tác rất là dễ, rất là đơn giản đúng không? Càng đau, càng rát, càng căng cái vai của mình thì hiệu quả càng lớn. Căng, chắc, tĩnh, chặt chẽ. Và càng rát thì càng tốt. Lưu ý nha, càng căng, chắc, tĩnh, chặt chẽ và càng rát thì càng tốt. Rồi, thật chắc chắn, thật chặt chẽ và thật tĩnh nhá. Tĩnh, chắc chắn, chặt chẽ. Đẩy cao lên một chút, quyết liệt lên một chút. Đúng rồi, đẩy cao và quyết liệt lên một chút. Càng căng, càng chắc, càng chặt chẽ thì hiệu quả càng cao. Đẩy mạnh lên, cứ đẩy mạnh lên một chút. Rồi bình tĩnh hạ tay xuống. Thôi nhổm dậy. Thật thoải mái rồi. Rồi nâng cái chân trái của mình lên. Thì đứa trẻ nào, hoặc chặt nhá. Siết thật chặt vào, đồng thời thẳng lưng lên. Như video của buổi trước Kim Đoàn đã chia sẻ đấy, những cái người đấy mà họ giàu có mà họ lại còn chịu khó. Chịu khó ở đây là chịu khó học tập, chịu khó làm việc, chịu khó tập luyện thể dục thể thao. Họ vừa giàu có, họ vừa đẹp đẽ, họ lại vừa có cả cái vóc dáng rất là tuyệt vời nữa. Thì cái điều đó thật là thực sự là vô cùng tuyệt vời đúng không? Còn chúng ta là người bình thường, điều kiện không có nhiều, mà chúng ta làm sao? Chỉ cần có khát vọng vươn lên, nỗ lực vươn lên. Có thể là các bạn không thành công ở mặt tiền bạc, cũng có thể là không thành công ở cái mặt gọi là trí thức, nhưng chúng ta ít nhất là cũng phải thành công ở cái mặt là có một sức khỏe ổn định. Tránh trường hợp là nhà nghèo lại còn trọng bệnh nữa. Có nghĩa là nhà mình đã nghèo rồi lại còn nhiều bệnh tật. Thực sự là nghèo thiệt thòi lắm. Nghèo xong lại còn không được cho đi ăn, cho đi học. Không dám tham gia vào những cái môi trường phát triển cá nhân. Mình không có tiền mà, mình ngại đi đây đi đó. Mình sợ học tập những kiến thức của những đội nhà giàu. Mình ngại, mình không dám tiếp cận họ. Thành ra là mình đã nghèo khó rồi, mình lại còn làm sao? Chủ quan. Có nhiều người còn tệ hơn là còn lười nữa cơ. Đã nghèo nhưng lại còn lười. Dẫn tới là làm sao? Chúng ta đã khó khăn rồi, không được như người ta, không được tốt đẹp, không được tuyệt vời như người ta, nhưng mình lại không có nỗ lực, không có ý chí. Rồi giữ thẳng chân trái nè, kéo nhá, được đến đâu hay đến đó, càng thẳng càng tốt, càng căng càng tốt. Kim Thuật sẽ cố gắng kéo căng căng một chút để tăng cái năng lượng lên. Nhưng các bạn cứ kéo được đến đâu hay đến đó nhá, không ép nhá. Chỉ cần cố gắng là được. Cứ mỗi ngày một chút, cái năng lực nỗ lực lên một chút. Rồi thật căng, thật chắc và thật chặt chẽ nhá. Vậy thì đúng là mình đã khó khăn, đã nghèo, nhưng chỉ cần có khát vọng vươn lên thì chắc chắn là mình sẽ đạt được cái hiệu quả ít hoặc nhiều thôi. Chỉ tránh cái trường hợp là chúng ta đã khó khăn rồi, đã có bệnh rồi, nhưng lại còn ỷ lại, còn lười, còn thiếu trí tuệ, dẫn tới là đã nghèo khó rồi, lại còn có cả bệnh tật đi kèm nữa. Và đúng là giả thiết như là bản thân chúng ta may mắn, không may mắn được sinh ra, không may mắn nhá, nhưng lại được sinh ra ở trong một cái môi trường không được tốt. Ví dụ như là cái quốc gia đã không phát triển rồi, lại cộng với những cái vùng miền mà mình đang sống nữa, không phải là những thành phố lớn mà là miền núi hải đảo đi, đúng không? Có nghĩa là mình đã là một cái con người không may mắn sinh ra được ở những cái nơi chỉ có như vậy thôi, cộng với là cái bộ gen của mình, bố mẹ mình chỉ có như vậy thôi, chỉ truyền lại cho mình chỉ được như vậy thôi. Có thể là gen tốt của cũng có thể là gen không tốt. Thì Kim Toàn lấy ví dụ thôi nhé, chỉ là ví dụ thôi. Giả thiết như chúng ta là một cái bộ gen không tốt, không may mắn lại sinh ra ở trong cái môi trường sống không được tốt, lại không được giáo dục tốt,
không được chăm sóc tốt, dẫn tới là cái cơ thể của mình nó cũng giống như là cỏ dại đấy, mọc đến đâu thì mọc, phát triển đến đâu thì phát triển. Và chúng ta cũng không có cái may mắn là tiếp cận những cái công cụ để giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Thì bây giờ xã hội rất là tuyệt vời nhé, có những cái kênh YouTuber, các cái mạng xã hội. Rồi từ từ này, hạ cái chân trái của mình xuống, úp chặt hai lòng bàn chân vào nhau. Thế vặn người nhé, chống cái tay trái về sau trước, đưa cái tay phải sang, đúng rồi, vặn nhá. Rồi, xoay cái đầu của mình này, nhìn về phía cái ổ khớp vai phải, đúng rồi, giữ chắc nhá. Vậy thì rõ ràng là chúng ta không may mắn, cho nên chúng ta mới có những cái vấn đề sức khỏe nó tệ như vậy. Bệnh gù lưng đấy là tệ rồi đúng không ạ? Người ta thì thừa mứa tiền bạc, thừa mứa cơ sở vật chất, họ chỉ ăn mới hưởng thụ cuộc sống thôi. Thì làm sao họ không đẹp, đã đẹp lại còn đẹp hơn đúng không ạ? Còn chúng ta là khó khăn, cứ phải dành gần như là hết cái thời gian mà mình hàng ngày có mặt trên cái quả đất này đấy, để dùng để lao động kiếm tiền, miếng cơm manh áo thôi. Lâu dần nó dẫn tới là bị gù lưng, mà chúng ta cũng chẳng còn có thời gian để mà quan tâm chăm sóc cho mình nữa. Lớn lên rồi lại lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, cái công việc nó cứ cuốn và cứ chiên liên miên. Đôi khi là bản thân mình cũng bỏ bê luôn. Thứ tự ưu tiên nó quan trọng hơn, đặt lên con cái lên hàng đầu và đặt bố mẹ lên hàng đầu. Thành ra mình không có nhiều cái nguồn lực để chăm sóc mình nữa. Và đến khi mình có dừng lại đi chăng nữa, mình cũng đã làm, cảm thấy rằng đã làm xong được những cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Mình ngồi xuống mình thoải mái, mình thả lỏng, mình thư giãn, mình duỗi chân duỗi tay ra, mình thở một tiếng rất là dễ chịu thoải mái, thì cái thời gian dành cho mình nó cũng không còn là bao nhiêu nữa rồi đúng không? Vậy thì nếu như chúng ta may mắn mà gặp nhau ở trong cái chuyên đề, ở trong cái bài tập này, thì các bạn cùng với Kim Toàn nỗ lực lên nhá, cố gắng một chút, nỗ lực một chút để nâng cao cái chất lượng sức khỏe của chúng ta lên. Trong trường hợp chúng ta không khỏe được như người ta là 10 điểm thì mình cứ cố gắng là quá bán là tốt rồi. Có nghĩa là chỉ được 5-6 điểm thôi, như vậy là cũng là rất là tuyệt vời đúng không? Tránh cái trường hợp là chúng ta đã thiếu lại còn thốn nữa, gọi là thiếu thốn ấy, rất là thiệt thòi. Rồi buông lỏng quay lại, duỗi thẳng cái chân trái về trước nhá, kéo chặt cái chân phải vào lòng, rất là dễ thôi đúng không? Úp cái lòng bàn chân xuống, rồi căng, khóa thật chặt, tập tĩnh nhá. Bài tập gù thì rất là đơn giản thôi, chúng ta tập trung chủ yếu vào các cái động tác phần thân trên. Động tác và của phần thân trên nhé, đặc biệt là liên quan đến cột sống, sao cho để cho cái biên độ dao động của các đốt sống của chúng ta nó tăng lên càng nhiều càng tốt. Các bạn cứ tập đi tập lại cái chút bài tập này, Kim Toàn cam kết với các bạn là sẽ hết gù. Nhưng lưu ý nhé, mỗi một buổi tập ấy, chúng ta chỉ có 30 phút thôi. Nhưng cái thói quen sinh hoạt hàng ngày để tạo ra cái bệnh gù của chúng ta đấy, thì chúng ta cần phải thay đổi. Thì cái đấy mới là cái quan trọng, chứ không phải là chỉ tập nửa tiếng mà nó khỏi nhé. Hàng ngày thì Kim Toàn liên tục nói chuyện với các bạn từ bài số 1 đến tận bài ngày hôm nay đúng không? Tại vì sao các bạn gù? Có thể là trong cái quãng thời gian các bạn học cấp 3, cấp 1, cấp 2 và cấp 3 thì chúng ta lớn nhanh, chúng ta ai cũng tăng chiều cao, độ tuổi dậy thì mà. Chính vì vậy mà da thịt chúng ta rất là mềm, xương nó rất là mềm, và chúng ta cứ ngồi vẹo về một bên để chúng ta ghi bài, chép bài đấy, nó dẫn tới là bị gù và cộng với cả vẹo cả cột sống nữa đúng không? Vậy thì chúng ta biết được nguyên nhân là thứ nhất là do chúng ta ngồi học sai tư thế. Thứ hai nữa là có thể là chúng ta ngồi xem TV hoặc là chơi điện tử hoặc là nghịch Facebook tóp tóp thôi, lướt cái điện thoại lướt rồi đúng không ạ? Lâu dần dẫn tới một vài ba năm đúng cái độ tuổi dậy thì thế là xương nó mềm mới thành gù mất thôi. Hoặc là sau khi chúng ta ra trường, chúng ta lao động làm việc ở trong những cái ngành mà phải ngồi và phải cúi đầu nhiều, đúng không? Dẫn tới là đau mỏi, tê vai gáy, và mình càng đau mỏi thì mình lại càng lười, mình càng ngại vận động, là dẫn tới cuối cùng là bị gù, kèm với cái combo là có khi là còn thoái hóa đốt sống cổ nó cơ, tê cả vai gáy rất là thiệt. Rồi buông lòng nhổm dậy, đã ít tiền thì chớ, đã phải làm việc nhiều, trong khi đó lại còn mắc là nhiều bệnh nữa. Rồi hai tay nâng ngang vai, nghiêng người nhá, căng nhá, thật nhẹ nhàng mềm mại thôi. Và trong những cái năm làm việc Kim Toàn ấy, thì Kim Toàn nhận thấy rằng là đúng là đa phần là người càng nghèo thì lại càng bị nhiều bệnh, rất là thiệt thòi đúng không? Chúng ta không có thời gian chăm sóc cho mình. Và cho dù có chăm sóc đi chăng nữa thì mọi người cũng tiết kiệm ở chỗ là không dám mua những cái dịch vụ tốt, mà chỉ là mua những cái dịch vụ rẻ rẻ thôi. Thí dụ như là vài 300 nghìn một tháng thôi, mà một tháng đấy là chúng ta được tập được cả tháng luôn, mỗi ngày một buổi đấy, mỗi một buổi là cả tiếng đồng hồ. Và những cái dịch vụ như vậy thì chỉ mang tính chất gọi là tập cho nó dễ chịu, thoải mái, cứ kéo giãn gân khớp thôi, hoặc là tạo một chút cái niềm vui mà nói chuyện với mọi người xung quanh thôi. Còn để tập trung trị liệu cho cái vấn đề của chúng ta thì chúng ta phải mua những cái gói học PT. Có nghĩa là huấn luyện viên họ sẽ làm sao soạn ra một cái giáo án dành riêng chúng ta. Và thường thì những cái giáo án như vậy khá là phức tạp và cần phải có trí tuệ, cần phải có sức ăn học. Và họ không có lý do gì là tặng miễn phí cho chúng ta cả. Ngay cả Kim Toàn cũng vậy thôi. Trong chuỗi 7 cái bài này đấy thì Kim Toàn sẽ khóa một cái bài thứ 7
không phải là kiếm toán ích kỷ hay là xấu tính hay là muốn bán hàng đâu, mà thực sự là cái bài thứ 7 là cái bài mà đào rất là sâu vào trong cái việc là mỗi một người sẽ có một cái lý do để tạo ra cái bệnh gù khác nhau. Chính vì vậy mà Kim Toàn cố gắng giải thích trong 6 bài thật là đầy đủ. Và trong trường hợp các bạn không có cái điều kiện hoặc là không muốn sử dụng những cái dịch vụ tốt, thực ra các bạn cũng có điều kiện đấy chứ chẳng phải là không có đâu, thì các bạn không muốn sử dụng những cái dịch vụ tốt thì các bạn cứ sử dụng những cái bài tập miễn phí như này cũng rất là lợi ích nhá. Kim Toàn khẳng định với các bạn ấy, với cái vị thế là một chuyên gia, rồi đặt tay phải của mình vào hông nhá, nhẹ nhàng thôi, lên rồi co cái chân trái của mình vào lòng này, rất là dễ đúng không? Tiếp tục này, duỗi cái chân phải về trước, vừa rồi là mình duỗi cái chân phải đúng không? Hay là mình duỗi chân trái, các bạn nhớ không? Không nhớ đúng không? Rồi nâng cái chân phải lên. Rồi, thế con công khóa thật chắc nhá, thật chặt nhá. Đúng rồi, càng căng càng chắc, càng chặt thì càng hiệu quả. Căng chắc chặt hiệu quả nhá. Thẳng cái lưng của mình lên, thẳng cái lưng nhá. Không phải là Kim Toàn ích kỷ mà muốn bán hàng cho các bạn. Kim Toàn sẽ cố gắng sắp xếp thật là ngắn gọn đến cái bài số 6, từ bài 1 đến bài số 6 là đã có thể giúp các bạn điều chỉnh được cái vóc dáng của mình trở về cái trạng thái tốt nhất có thể rồi. Nhưng ngoài ra thì Kim Toàn không biết là các bạn tại sao lại bị gù. Tại vì Facebook nó tương tác khác với YouTuber. Ví dụ YouTuber là Kim Toàn cứ nói chuyện, cứ chia sẻ đây thôi, còn ai đó thì các bạn đi tìm kiếm thì gặp Kim Toàn thôi. Có nghĩa là các bạn phải tìm đến Kim Toàn, chứ Kim Toàn không thể tìm được các bạn. Kim Toàn chỉ ngồi đây thôi, nói chuyện và chờ các bạn tìm thấy Kim Toàn. Còn trong trường hợp mà các bạn không có nhu cầu thì chắc chắn là không tìm thấy Kim Toàn đâu. Vậy thì rõ ràng là tương tác một chiều, hai người tương tác một chiều với nhau rất là khó có thể là nói chuyện và trả lời được ngay. Còn cái Facebook là các bạn nhắn tin thì người ta trả lời ngay đến tinh luôn đúng không? Vậy thì cái công cụ như vậy nó không giúp cho chúng ta có cơ hội chạm mặt nhau nhiều. Chính vì vậy mà Kim Toàn không biết là tại sao các bạn lại bị gù, đúng không? Và không biết tại sao các bạn bị khó thở, không biết làm sao các bạn lại bị đau tim. Vậy thì cái bài thứ 7 là Kim Toàn sẽ gợi mở ra một số thứ để các bạn có thể nói chuyện với Kim Toàn. Có thể là cái bài số 7 đó các bạn vào và xem và nói chuyện với Kim Toàn thôi, chứ cũng chẳng nhất thiết là phải làm sao phải mua hàng gì của Kim Toàn cả, chỉ là nói chuyện với Kim Toàn thôi. Ví dụ như là các bạn tập đến bài 3, bài 4, bài 5 cũng được, bài 6 cũng được, các bạn bảo thầy ơi, thầy à, tôi có vấn đề thế này thế nọ kia, thầy có thể tư vấn giúp tôi không? Thì đấy chính là cái bài số 7 nhé. Các bạn có thể comment luôn xuống dưới. Rồi bình tĩnh này, nâng cái chân phải của mình lên, kéo đúng không? Rất là dễ thôi, càng căng càng chắc thì càng tốt, đúng rồi, khóa thật chặt nhé. Thì các bạn lưu ý nhé, chứ không phải là Kim Toàn muốn bán hàng, mong muốn khát khao bán hàng đâu. Thực ra là có rất là nhiều các cái bài tập khác nhau, và mỗi bài tập thì cũng sẽ để một bài khóa như vậy. Và cho dù mọi người có không sử dụng cái dịch vụ của Kim Toàn đi chăng nữa, thì mọi người cứ lặp đi lặp lại từ bài số 1 đến bài số 6 là đã vô cùng hiệu quả rồi. Chỉ cần ý thức thôi là các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi. Quyết liệt trong vòng khoảng 2 tuần nhé, chỉ cần quyết liệt thôi trong vòng khoảng 2 tuần là đã nhìn thấy sự khác biệt rất là rõ rồi. Còn nếu như quyết liệt trong vòng khoảng 3 tháng thì gần như là thay đổi toàn bộ, đến các bạn còn phải bất ngờ về chính cái sự thay đổi của mình nhé. Thật tĩnh, thật chắc nhá, siết càng chặt càng tốt. Các bạn có thấy rằng là bản thân Kim Toàn là một chuyên gia. Trong trường hợp các bạn không uy tín hoặc là quan tâm nhiều đến cái chuyên môn của Kim Toàn mà nói chuyện trên đây nó là cái điều gì đó nó dối, nó phét đúng không? Vậy thì rõ ràng là cái kỹ năng vận động của Kim Toàn rất là tốt, chứ không phải là tự nhiên mà có được, không phải nói chuyện theo kiểu giật tít review đúng không? Ngoài ra là các bạn tìm hiểu trong kênh của Kim Toàn thì sẽ sang các cái kênh khác, ví dụ như là Facebook, Zalo, TikTok, website đúng không? Và tất cả những cái thông tin ở trên những cái kênh đó đều rất là đồng bộ và có những cái hình ảnh rất là thiết thực, chứ không phải tự mà chế mất thời gian mà chế ra những cái hình ảnh như vậy đâu, không có đâu. Rồi bình tĩnh này, hạ cái chân phải của mình xuống, úp chặt vào hai bàn chân vào nhau nhá. Rồi thế vặn người, chống cái tay phải ra sau, ra sai ra sau đã. Rồi đưa tay trái, xoay đầu nhìn về phía đầu gối này, vai tay trái, đúng không? Thật tĩnh, thật chắc. Năm nay Kim Toàn 43 tuổi, và toàn bộ những kiến thức của Kim Toàn là làm từ khi mà mình còn rất nhỏ, bản thân còn rất nhỏ nhỏ tuổi đến tận bây giờ nhé. Và đã giúp cho rất nhiều nhiều nghìn người rồi, trước khỏi một số bệnh, rất là nhiều nghìn người nhé. Kim Toàn nhấn mạnh lại, người béo thì giảm được cân, người gầy thì tăng được cân, người gù thì thẳng lưng lên, người thoái hóa đau vai gáy thì lại khỏi thoái hóa đau vai gáy, người cong vẹo cuộc sống thì thẳng cong vẹo lại, người đau dạ dày thì lại khỏi đau dạ dày. Toàn các cái công cụ tập luyện và ăn uống chữa lành một cách rất là tự nhiên, không có một chút nào đó là dùng các cái thực phẩm chức năng hay là dùng thuốc gì cả. Nếu như trong trường hợp chúng ta có điều kiện tốt thì chúng ta sử dụng thêm những cái thực phẩm chức năng thì cái quá trình phục hồi nó sẽ gia tốc nhanh hơn. Có thực mới vực được đạo mà. Giả thiết như bây giờ mà các bạn hình dung là cách đây tầm khoảng hơn 20 năm trước
Thời đó thì Kim Toàn còn trẻ và vẫn đang tập võ, khó khăn lắm, chẳng có cái gì ăn cả. Cả một buổi tối đi tập đến nhà thầy, nhà cô tập đấy, từ lúc tầm 7 giờ tối mà đến tầm 11 rưỡi mới về nhà, chẳng có cái gì ăn đâu, chỉ có một uống nước thôi. Về nhà nhìn thấy còn cơm nguội hoặc là có cái chè, chè ngày xưa một cái thời tuổi đó là hay có cái chè xanh với chè đỗ đen đấy, chè đỗ xanh với chè đỗ đen đấy, mua được một cốc chè đỗ xanh, chè đỗ đen rồi rơi vào tầm khoảng 1.000 đồng, 1.000 đồng nhá, mà về phải trộn với cơm mới ăn, khó khăn cực kỳ luôn. Có nghĩa là cái thời điểm đấy đến tận bây giờ mà Kim Toàn vẫn cứ duy trì với cái công việc của mình, chứ không phải là nhờ có cái công cụ mạng xã hội mà bây giờ mới làm đâu. Rồi buông lỏng, xoay lại tiếp tục này, giữa cái chân phải của mình về trước, úp cái lòng bàn chân xuống căng nhá. Rồi tiếp tục khóa thật chặt, thật căng. Rồi tĩnh nhá. Và trong trường hợp các bạn có thể tra Google tên Đặng Kim Toàn thì các bạn sẽ thấy ngay có một loạt những cái thứ mà mạng xã hội, báo đài, truyền hình đầy đủ, có tất cả trong đó. Còn trong trường hợp các bạn mò vào cái kênh của Kim Toàn xem cho nó thú vị đấy, có những cái chuyên đề, những cái danh sách phát rất là giải trí. Ví dụ như là danh sách phát yoga nâng cao, danh sách phát yoga nâng cao nhé, thì có những cái vũ thuật rất là thú vị, rất là vui, rất là trông rất là năng lượng. Ngoài ra là có những cái chuyên đề phỏng vấn đài truyền hình Việt Nam hoặc là đài truyền hình Hải Phòng phỏng vấn Kim Toàn nhé, thì các bạn có thấy rằng là rất là thiết thực, rất là rõ ràng. Rồi thật tĩnh, thật chắc và thật chặt chẽ. Tĩnh, chắc và thật chặt chẽ. Căng, chắc, tĩnh, thật chặt chẽ. Tĩnh, chắc, chặt chẽ. Đúng rồi, thật tĩnh, thật chắc và thật chặt chẽ. Rất là đơn giản thôi. Vừa tập chúng ta có cảm giác như vừa chăm sóc cơ thể của mình một chút. Cơ thể của mình nó đã ốm rồi, nó yếu rồi, nó có bệnh rồi, thì chúng ta để tâm quan tâm đến nó một chút, chứ không phải là chúng ta thừa năng lượng mà lãng phí cái năng lượng của mình vào cái việc là đổ mồ hôi và đốt bớt calo đi nhá. Không cần phải làm những cái việc đó, nó lãng phí thời gian ra. Rồi buông lỏng nhổm dày, chậm rãi thôi, thật thoải mái rồi. Rồi giữa chân phải của mình sang ngang, hai tay nâng ngang vai thôi, rất là dễ dàng đúng không? Rồi nghiêng người thật nhẹ nhàng thôi, đúng không? Cơ thể của chúng ta đã tổn thương rồi mà, thì cần phải điều chỉnh. Trong những cái năm mà Kim Toàn làm việc ấy, thực sự là gặp rất nhiều những cô gái rất là xinh, dễ thương lắm, gương mặt rất là khả ái, tóc đẹp, da đẹp, dáng thì tuyệt vời luôn, nhưng mà bị gù, nhìn trông tiếc cực kỳ luôn, rất là xót ruột. Nhưng mà buổi trước Kim Toàn cũng chia sẻ đấy, có nhiều con, các con tầm khoảng lớp 9 đổ lại, lớp 8, lớp 9 ấy. Con gái của Kim Toàn cũng năm nay cũng là lớp 11 rồi. Năm nay cũng Kim Toàn có 3 cháu, một cháu thì học lớp 5, một cháu thì học lớp 9, một cháu thì học lớp 11. Có nghĩa là có 3 cháu nhá, thì 2 cháu gái ở ban đầu. Và đúng là Kim Toàn gặp rất nhiều các con tầm độ tuổi tầm khoảng lớp 8 cho tới lớp 11, 12. Rất nhiều con là bị gù, đẩy cái cằm về trước trông thương cực kỳ luôn. Đặc biệt là các con nữ, trông mình cảm thấy lòng mình xót lắm. Và đôi khi là nếu như trong trường hợp mình không có kiến thức, mình không biết đó là xấu đấy, thì theo Kim Toàn cảm nhận thấy rằng là có lẽ là không sao. Nhưng ở đây là mình lại có kiến thức, mình nhìn thấy cái điều đấy và mình cảm thấy rằng là rất là tiếc. Chẳng biết các con học hành kiểu gì, thành đạt như ra làm sao mà lại để cho cái lưng của mình nó xấu đến mức độ như vậy. Vài ba tuổi nữa rồi lập gia đình sinh con, đẻ cái nó còn xuống cấp tệ hơn nữa. Hay là chẳng may mắn có tiếp cận được đến những cái giá trị tốt hơn cuộc sống chẳng hạn, thì được tham gia vào những cái cuộc chơi, giao lưu, thí dụ như là sinh nhật hay là ca hát hay gì đó, sân khấu, có cái yếu tố sân khấu đúng không? Cái vóc dáng của mình nó xấu là mình sẽ ngại giao tiếp, mình không muốn là giao tiếp đâu. Và đúng là các cái cơ quan sở mỏ mà có các cô gái cho dù có là làm việc rất là tốt chẳng nữa, nhưng mà xấu quá đấy, thì có lẽ là giám đốc họ cũng giấu vào một cái phòng cho mình riêng một phòng mất thôi. Rồi bình tĩnh nhá, đặt tay vào hông, lên. Đúng rồi, thật thoải mái, chậm rãi này. Rồi xoay người sang bên trái nhá, bước lùi cái chân trái về sau. Rồi thả lỏng thắt lưng ra, úp mu bàn chân xuống. Rồi rất là dễ thôi nhá, chỉ cần là bẻ cong cái cột sống của mình về sau này. Rồi bẻ cong toàn bộ cột sống, tập trung vào đốt sống ngực là chính. Các bạn có thấy rằng cái vai nó mở sang hai bên không? Đúng không? Mở cái vai của mình sang hai bên. Đúng rồi, giữ tĩnh nhá, càng tĩnh càng tốt. Thường thì các bài tập Kim Toàn rất là nặng, nặng cực kỳ luôn. Ai đó mà không theo được thì cảm thấy rất là mệt. Đồng thời lại Kim Toàn nói rất là nhiều. Tuy nhiên ấy, cái dòng yoga này là phải như vậy. Kim Toàn hướng dẫn dòng Jin Yoga mà. Thì các bạn cứ nghe một câu chuyện mà Kim Toàn chia sẻ nhé. Kim Toàn lấy một ví dụ này. Để cho ai đó đấy, họ mà cần chúng ta mà giống như là nghiện chúng ta đấy,
gọi là nghiện hoặc là lụy chúng ta đấy, thì chúng ta cần phải có ba cái yếu tố mà giúp họ đạt được. Thứ nhất là giúp họ đạt được một cái điều gì đó, có thể là tiền bạc, cũng có thể là sức khỏe, cũng có thể là sắc đẹp. Thì vậy thì yoga đúng là đem lại sức khỏe và sắc đẹp cho các bạn đúng không? Còn tiền thì chắc chắn là có rồi. Cứ lãi mà không có bệnh thì có nghĩa là tiết kiệm được tiền đúng không? Cái yếu tố thứ hai đó là cái cơ thể của họ được tôn trọng và được trân trọng. Tôn trọng và được trân trọng nhé. Trong trường hợp chúng ta xấu thì chúng ta yếu thì chúng ta có làm sao, tập với sức của mình thôi. Có nghĩa là cái động tác, cái tư thế mà Kim Toàn hướng dẫn các bạn rất là tôn trọng cơ thể các bạn, chứ không phải là cứ cố lên. Không được thì phải cố gắng lên, không có nhé. Không phải là thể thao, chúng ta chăm sóc bản thân mình mà. Thì ai đó cũng vậy, có thể là chúng ta không được xinh đẹp lắm, nhưng họ rất là tôn trọng cái cơ thể chiều cao cân nặng của chúng ta, và họ yêu cái cơ thể không được đẹp lắm của chúng ta, đúng không? Dựng hai bàn chân đè về, thì đó là cái yếu tố thứ hai. Còn cái yếu tố cuối cùng đó là ở cạnh cái người đó mà họ giúp chúng ta thông minh hơn, xinh đẹp hơn, tự tin hơn, đặc biệt là phát triển trí tuệ hơn. Thì yoga cũng vậy nhé, dòng Yin Yoga, các bạn vừa tập vừa được lợi ích kép. Có nghĩa là các bạn vừa tập này, vừa được Kim Toàn nói chuyện, chia sẻ các kiến thức về phát triển cá nhân, về bệnh lý, bệnh tật, về sắc đẹp, đúng không? Vậy thì ít nhiều các bạn cũng gia tăng được cái trí tuệ của mình mà không phải mất công đọc sách, không phải mất công làm sao ạ? Nghe podcast hay là xem các video. Và thực sự là các bạn được nghe trực tiếp từ những người có chuyên môn nhé. Và nghe Kim Toàn là người có chuyên môn, chứ không phải là nghệ sĩ đường phố hoặc là các cái chuyên gia đường phố nhé. Kim Toàn là người có ăn, có học rất là nghiêm túc và lao động cũng rất nghiêm túc, có nghĩa là chuyên nghiệp nhé. Nhấn mạnh lại này, học tập nghiêm túc, lao động nghiêm túc, làm việc nghiêm túc, tất cả mọi thứ đều rất nghiêm túc. Và toàn bộ những cái kỷ chỉ điệu bộ của Kim Toàn từ đầu đến cuối buổi tập các bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được nhé. Không có một chút nào là màu mè, không có một chút nào là gọi là giật tít review đó, hay là câu này, rồi giữ thẳng người ra, hạ gối xuống này, dựng thật chặt cái bàn chân nhá, chúng ta lùi lùi cái gối của mình về sau, dựng thật chặt cái bàn chân lên này, rồi tiếp tục nhá, túm gót chân này, đẩy cái hông của mình về trước, nâng cao cái lồng ngực của mình lên, nâng cao lồng ngực của mình lên nhá, rồi cố gắng này, đẩy cao cái ngực, đẩy cao lên, rồi gập đầu này, rồi từ từ ngửa đầu ra, đúng rồi. Giữ thật tĩnh nhá, ngửa đầu ra, nâng cao lồng ngực của mình lên. Nâng cao lên. Rồi thật tĩnh nhá. Càng rát ngực bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu. Rát cả hai cái ổ khớp vai này, càng rát càng tốt nhá. Càng căng, càng chắc, càng rát thì càng hiệu quả. Để cao cái lồng ngực lên. Thật cao vào, thật căng vào. Đúng rồi. Thật tĩnh vào. Đúng rồi. Càng rát thì càng tốt, càng hiệu quả. Đúng rồi. Ngửa thật xa cái đầu của mình về sau, càng xa càng tốt, càng rát càng hiệu quả. Đúng rồi. Căng, chắc, tĩnh, chặt chẽ, càng rát càng tốt. Đúng rồi. Rồi từ từ gập đầu lên, gập mỗi cái đầu thôi, rồi tiếp tục siết bụng, cuộn cuộc sống của mình lên cho đỡ đau lưng. Đúng rồi, gù cái lưng một chút cho đỡ đau lưng. Rồi từ từ nhổm dậy này, bước hai chân lên, đầu thảm, hai chân bằng vai, đan 10 cái ngón tay của mình vào nhau, cúi người xuống, ép sâu vai của mình xuống. Đúng rồi, càng rát đau chân được bao nhiêu, càng rát vai thì càng tốt nhá. Kim Toàn đã chia sẻ từ đầu buổi tập rồi, họ nhà đã giàu, họ đã có cái phôi tốt, phôi đẹp. Chả có một người nào đó mà nhà giàu mà họ lại yếu cả, hiếm lắm. Họ thường phải khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật thì họ mới có sức khỏe để lao động, làm việc và kiếm tiền chứ, đúng không? Ngoài ra họ lại còn giàu có, họ lại có được chăm sóc trong cái môi trường tốt, dẫn tới là cái tuổi thọ của họ không những kéo dài hơn chúng ta mà còn ít bệnh tật hơn chúng ta, vóc dáng lại đẹp và sang chảnh hơn, đúng không? Còn mình chẳng may mà không được có cái yếu tố may mắn như họ thì chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn. Cho dù cũng không được đạt được như họ thì cũng cố gắng làm sao mà không quá kém. Họ được 10 thì mình cũng được làm sao, quá bán là tốt rồi, đúng không? Còn chảy tránh cái trường hợp là mình đã kém, đã yếu rồi nhưng mình lại làm sao thối chí, nhụt chí, và dẫn tới là buông thả cái cơ thể của mình để cho nó phát triển một cách rất là như cỏ dại đấy, đờ đẫn thẫn thờ, sống cái kiểu giống như là tồn tại qua ngày đấy, thì cái chất lượng sống của chúng ta rất là kém. Người ta là hưởng thụ cuộc sống, còn chúng ta chỉ là tồn tại thôi chứ chưa chắc đã đạt được cái mức sống nhá.
Và đúng thực sự là những người có bệnh về xương khớp là những người rất là thiệt thòi. Rồi bình tĩnh này, đặt tay vào lưng, rồi chống vào đầu gối. Rồi rất là dễ nhá, ngồi xuống, lật cái cày nhá, lật. Đúng rồi, chung cái đầu gối này, thả lỏng chạm vào vai, thật là thoải mái thôi. Thật tĩnh, đúng rồi, càng tĩnh càng tốt. Tĩnh nhá, càng tĩnh càng tốt. Càng chặt chẽ càng tĩnh càng tốt. Đúng rồi, thật tĩnh, chắc và chặt chẽ. Tĩnh, chắc và chặt chẽ. Tĩnh, chắc và chặt chẽ. Đúng rồi. Rồi, rồi hạ xuống. Tiếp tục này, chụm hai lòng bàn chân vào nhau rất là dễ nhá. Hai lòng bàn chân này. Rồi đan tay kéo siết, siết siết rồi, siết thật chặt rồi. Sao cho cái bàn chân, ngón chân của mình chạm thật nhiều về phía đầu, phía gương mặt của mình, càng nhiều thì càng hiệu quả. Cứ mỗi ngày một chút thôi, mỗi ngày một chút thôi. Kim Đoàn lại tiếp tục nhấn mạnh nhé. Nếu như chúng ta không may mắn mà trời chỉ ban cho chúng ta, bố mẹ chúng ta không hề là có điều kiện, bố mẹ chúng ta chỉ có vậy thôi, thì chỉ truyền tải cho chúng ta được một cái bộ gen có như vậy thôi. Đồng thời cái chế độ chăm sóc dinh dưỡng của bố mẹ dành cho chúng ta cũng chỉ có từng đó thôi. Như thế là tốt nhất rồi. Ngoài ra là chúng ta lại còn không có cái điều kiện để học tập, để có thể tiếp cận được những cái môi trường sống tốt hơn. Chính vì vậy mà chúng ta mới có sức sự tổn thương trên cơ thể của mình, cụ thể là bệnh gù. Vậy thì chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để có thể thoát được khỏi cái sự khó khăn đó, cũng như là tránh cái trường hợp bị nặng thêm. Có nghĩa là chúng ta đã yếu rồi, kém rồi, nhưng phải nỗ lực phấn đấu hơn để tránh trường hợp là bị nặng thêm nhé. Còn không thể so sánh được với những người mà người ta may mắn, họ có được sinh ra được một cái bộ gen rất là tốt, lại được ở trong một cái môi trường rất là giàu tài nguyên và được chăm sóc rất là tốt. Vậy thì chắc chắn là họ xinh đẹp hơn chúng ta rất là nhiều lần, nhưng cũng không thể nhìn vào đó để mà làm sao để mà thối chí, mà chúng ta nhìn vào đó để chúng ta phấn đấu nhiều hơn. Để không thể được như họ thì cũng cố gắng làm sao đừng quá tệ, tránh trường hợp là mình không thể tốt hơn, mình lại còn trở thành gánh nặng cho gia đình nhé. Và thực sự đúng là có rất nhiều người. Từ từ hai tay túm lên bàn chân này, tách rộng xoạc sang hai bên, rồi rất là dễ thôi, thả lỏng. Đúng không? Đúng là có rất là nhiều người, họ thiếu ý chí phấn đấu, thiếu cái năng lượng vươn lên. Họ không những nhá, tự lo được cho bản thân mà còn trở thành gánh nặng cho gia đình. Và thực tế là trong rất nhiều năm làm việc của Kim Toàn nhìn thấy rằng là có rất nhiều người ốm, đau lắm, mệt mỏi lắm, suốt ngày kêu đau chỗ này, đau chỗ nọ, đau chỗ kia, ốm chỗ này, ốm chỗ nọ, ốm chỗ kia, nhưng bảo đi tập, đi tập để làm sao nâng cao sức khỏe, thay đổi cái sức khỏe của mình tốt hơn đi, ăn uống lành mạnh khoa học để làm sao nâng cấp sức khỏe của mình đi, thì không, tôi bận lắm, tôi không ngủ dậy, tôi không dậy sớm được vào cái tầm giờ đó, và ăn thì làm sao tham ăn, ăn những cái thức ăn mà mình thích, mình muốn cứ thích gì mình ăn đó. Vậy thì sức khỏe của mình xuống cấp, mình cứ gen làm cái gì? Cái sự gen của mình đấy, mình cứ kêu đi, mình chỉ làm đau đầu của người khác thôi, làm cho họ cảm thấy phiền phức và mệt mỏi thôi. Đến ngay cả người thân của chúng ta mà chúng ta còn hành người thân của chúng ta như vậy, thì rõ ràng cái tình yêu mà mình bảo là mình thương người thân mình lắm, yêu người thân mình lắm, thì cái tình yêu đấy rõ ràng là độc hại và không thực tế nhá. Nó chỉ là cái câu cửa miệng thôi, nó chẳng có cái giá trị gì cả. Chúng ta không có thể làm cho bản thân của mình tốt hơn thì cố gắng nhá, đừng làm phiền người thân của mình và đừng trở thành cái gánh nặng cho người thân của mình. Thì thế cũng đã là tốt lắm rồi. Rồi buông lỏng hạ xuống. Rồi thật thoải mái nào. Rồi đan 10 ngón tay đỡ ở phía sau đầu, kéo cái đầu của mình lên thả lỏng. Bài của ngày thứ tư thì đáng lẽ là cái nguồn năng lượng trị liệu thì phải nhẹ nhàng và mềm mại một chút. Tuy nhiên thì Kim Toàn cũng phải gắt gao lên một chút. Tại vì trong suốt nhiều năm làm việc, Kim Toàn để ý rồi đấy, đại đa phần mọi người rất là yếu, ý chí rất là kém. Chính vì vậy cần phải có người dẫn đường. Và cái người dẫn đường đấy là phải người có năng lượng, có sức mạnh thì mới có thể dẫn được mọi người, đúng không? Và cái bài tập của Kim Toàn thì thực sự là rất là nặng. Và càng tập thì càng nặng. Các bạn mà tập sang các cái chuyên đề khác ấy, thì thực sự là quyết rất quyết liệt. Thậm chí là có rất nhiều chuyên đề mà không ai có thể tập nổi. Đó là cái chuỗi bài tập dòng Jin Yoga đấy, rất ít người có thể tập được nhé. Và ai đó tập được cái dòng đó rồi thì chắc chắn là không tập cái dòng khác đâu. Thật tĩnh này. Rồi hạ xuống. Ôi, thật thoải mái này. Chúng ta vung chân ngồi dậy nhá. Rồi,
năn lưng, lăn đi lăn lại một vài ba lần đã, để cho nó thả lỏng cái lưng. Rồi. Buổi tập của ngày thứ tư kết thúc ở đây. Và rất là mong khi được kết nối với các bạn ở buổi tập của ngày thứ năm, ngày tiếp theo nhé. Và để giúp Kim Toàn chia sẻ nhiều cái kiến thức của Kim Toàn tới cộng đồng nhiều hơn, thì các bạn vui lòng nhấn một cái nút like, nút thích ở trong cái video đấy, để cái thuật toán của YouTuber họ sẽ hỗ trợ Kim Toàn chia sẻ được nhiều hơn. Và họ phát hiện ra rằng là cái bài tập của Kim Toàn có giá trị. Có nghĩa là càng nhiều người comment, càng nhiều người nhắn tin vào đó, thì cái thuật toán của YouTuber họ tự hiểu ra rằng là à, cái bài này có giá trị, và họ sẽ truyền tải tới cộng đồng, chứ không phải là Kim Toàn chỉ tương tác một chiều. Và chắc chắn là sẽ bị hạn chế cái cơ hội tiếp cận những người khác nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.